Câu thứ hai bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật. Được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà thì chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy thấy Phật, Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không thì chưa kịp trả lời gì, thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn hãy quỳ xuống lễ Phật ba lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất.